Di trú Đào Nguyễn là một trong những công ty di trú uy tín hàng đầu tại Úc, có thể giúp khách hàng giải quyết những khó khăn về việc định cư tại Úc liên quan đến di trú, từ các vấn đề đơn giản nhất cho đến những tình huống visa phức tạp nhất. Với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng làm việc hiện đại và luôn cập nhật luật di trú một cách nhanh nhất, Di trú Đào Nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình xin visa của mọi khách hàng. Di trú Đào Nguyễn cung cấp các dịch vụ chủ lực bao gồm kháng cáo tòa phúc thẩm khi visa bị từ chối, visa diện hôn nhân, đính hôn và kết hôn, bảo lãnh hôn nhân đồng giới, visa cha mẹ, con cái và visa lao động. Trong đó, tỷ lệ xin visa thành công lên đến 99%. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Di trú Đào Nguyễn qua số 02-8764-0518. Máy lọc nước điện giải Kangen sản xuất tại Nhật Bản, một sản phẩm không thể thiếu của mỗi gia đình, giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm sạch đường ruột. Sử dụng nước điện giải Kangen còn giúp giảm cơn hen suyễn, ngăn bệnh tiểu đường, giảm mỡ trong máu và giảm nguy cơ bị bệnh gout. Ngoài ra còn giúp phòng chống những bệnh ngoài da, viêm nhiễm và vẩy nến. Hiện chúng tôi đang có giá ưu đãi đặc biệt cho khán giả của Vietplay TV. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Hoàng Yến qua số 0403-982-988. Chú Hoàng rất hạnh kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của Vietplay TV. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi cũng rất hân hạnh được làm việc một lần nữa với bác sĩ Phạm Phúc Nhân đến từ Victoria. Kính chào bác sĩ Nhân. Kính chào quý vị khán giả theo dõi đài Vietplay TV và Kim Hoàng. Và thưa bác sĩ, trong những tuần lễ vừa qua thì Kim Hoàng nghĩ rằng phòng mạch của bác sĩ đã trở nên bận rộn hơn rất nhiều khi mà làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư thật sự đã tấn công vào nước Úc và đặc biệt là tại New South Wales, Victoria, Nam Úc cũng như là Queensland. Và trong bối cảnh này thì chúng ta lại có nhiệm vụ phải cập nhật những cái thông tin cho quý khán giả được biết là hiện nay thì chúng ta phải đối phó với làn sóng lây lan này như thế nào sau khi tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh gần như là đã bãi bỏ tại tất cả các tiểu bang và lãnh thổ. Và thưa bác sĩ, với cái phân biến chủng mới của Omicron là một trong những cái lo lắng gần đây của các chuyên gia, đó là XBB và phân biến chủng BQ1.1. Hai cái phân biến chủng này nó có mức độ lây lan như thế nào và cái độc tố của nó có mạnh hơn so với lại vi khuẩn mẹ, biến chủng mẹ là Omicron hay không ạ? Cảm ơn Kim Hoàng. Thì đúng như vậy, thì hiện nay đó là cái mình nghĩ rằng là cái COVID đã gần như hết rồi, tại vì các tiểu bang đã cũng như là mở ra rồi. Nhưng mà không biết có đúng là Queensland hiện nay là nó hơi nặng chút xíu, cho nên bây giờ nó là mang mask ở trong public á. Mình không biết cái đó đúng hay không. Nhưng ở Victoria... Cái đó là thủ hiến Queensland đã xác nhận là đã nâng cấp từ hệ thống màu xanh qua hệ thống màu vàng của đèn giao thông rồi, cho nên bắt buộc phải đeo khẩu trang khi di chuyển trên các phương tiện công cộng. Đúng rồi. Thì nó bây giờ tình hình cái Omicron trên toàn thế giới á, thì mình thấy rằng là ở Âu Châu, thì cũng như ở Mỹ á, thì có cái biến thể của Omicron, mà biến thể nó là cháu á. Chứ Omicron nó có ba thế hệ là cháu, ông nội, mình gọi là ông nội đi. Rồi cái thế hệ thứ hai nữa là cha hay cha mẹ gì đó. Thì nó là BA1, BA2, rồi BA4, BA5. Thường thường Kim Hoàng phát lên là BA5 liên tục, phải không? Đúng rồi. Giờ có thêm hai cái biến thể nữa mà như là Kim Hoàng đã nói đó, là ở XBB và BQ1. Đó, thì hai cái biến thể đó thì... Cái BQ1 á, thì nó rất là, cách đây khoảng 2 tháng là nó rất là phổ biến ở bên Mỹ á, và ở Âu Châu, đó là rất là nhiều. Rồi xong đó rồi cái bên còn cái XBB á, thì nó lại phổ biến ở Singapore và Bangladesh và Ấn Độ. Đó, thì cách đây cũng khoảng 1 tháng thì nó cũng phát triển vậy. Còn ở Úc chúng ta sau khi mà mở rộng ra đó, thì hai cái chủng đó, nó một người đi máy bay mà đi vào thì nó nhập hết, giống như anh này đó, như anh nó bây giờ nó trộn lẫn hai cái đó ráo trơn rồi. Thì bây giờ trước khi mình hiện nay nhưng thì cái BA5 á thì nó vẫn còn là 70%, còn cái chủng mà phụ á, của cái như là cháu của nó đó là này mà XBB á và BQ1 á thì nó chừng 30% thôi.
Đó thì mình, nhưng mà bây giờ để cho nói trước khi trả lời câu hỏi thì mình cũng sơ lược lại là cái biến chủng này nó như thế nào. Thì mình đã thấy rằng là xưa nay cái COVID này nó trải qua nhiều cái thế hệ rồi. Nó thế hệ là Alpha ở Anh nè, rồi cái Beta ở Nam Phi, rồi Delta ở Ấn Độ, rồi xong đó rồi bây giờ Omicron cũng trở về Nam Phi đi nữa. Thì nó cái dòng nó có gọi là nó như là những cái dòng Việt Nam mình, nó tên là họ Lê Lý Trần Nguyễn vậy đó. Thì bây giờ Omicron mình chẳng hạn như là nó họ Lê đi, bây giờ họ Lê như vậy, thì bây giờ trong cái thời gian gần đây khoảng 1 năm thôi, thì đúng là tháng 11 năm ngoái đó, đến đây là đúng là tháng 1 năm, thì cái Omicron nó phát hiện ở Nam Phi, thì từ đó nó phát hiện lên nó lan rất là nhanh. Thì trong khoảng thời gian 6 tháng sau thì nó có cái thể đàn con của nó, tức là cha cha mẹ đó, bây giờ ông nội, bây giờ tới cha mẹ, tức là BA1 rồi BA2 BA4 BA5, rồi bây giờ khoảng ra chừng 2 tháng nữa thì cái dòng của BA2 á, mà mình thấy là rất là nhẹ phải không, nó lại sinh ra cái XBB đó, là cái dòng đó là ông nó kết hợp với lai chủng á. Còn riêng cái mà BA5 á, thì nó cái đó cũng là ông nội cha cha mẹ nó đi ra, nó đưa ra là BQ1 đó. Thì bây giờ á thì cái BA5 á, BA5 thì thường thường nó nặng trong cái Omicron, đồng ý không? Nhưng mà khi mà nó sinh ra cái BQ1 lại nhẹ, và ngược lại BA2 là không có nhắc nhở gì đó trơn á, là bây giờ nó là nhẹ nhưng mà nó sinh ra cái đàn cháu nó rất là nặng, tức là cái XBB. Tại sao vậy? Thì theo cái di truyền vậy đó, thì người ta thấy rằng cái XBB nó có tới là 7 cái biến đổi cấp 7, tức là 7 cái đột biến trên 20 21 cái đột biến. Còn khi trong cái BQ1 á, thì nó có 5 cái đột biến cấp cấp 5 thôi. Thì cho nên so sánh giữa hai cái đó thì rõ ràng là XBB thì hiện giờ nặng và thoát được cái miễn dịch. Cho nên cái XBB nó gọi là gì? Gọi là Nightmare Variant, tức là một cái gọi là nó gọi là cái tiếng Nightmare là cơn ác mộng, biến thể ác mộng. Đó. Cho nên lúc tại Singapore chẳng hạn, cách đây khoảng 3-4 tuần thôi, thì nó tự nhiên cái XBB nó nổi trội lên rất là nặng, mà rất cái tỷ lệ nhập nhập viện nè cũng tăng, rồi chết cũng tăng, rồi xong đó là nhiều người lây nhiễm hơn. Nhưng mà rất là đặc biệt là khoảng vài ba tuần sau cái nó qua cái peak liền đó, cho nên Có chúng ta nghĩa là nó nhanh đến và nó nhanh đi. nên anh đến nhanh anh đi. Cho nên thành ra là hiện giờ á, hiện giờ người ta lo lắng hai cái thể này á, là của Omicron đó chuyên qua. Và thưa bác sĩ, hiện nay của chúng ta thì nước Úc của chúng ta theo lời Bộ trưởng Y tế là ông Mark Butler thì ông cũng đã xác nhận là chúng ta đã có những cái vaccine thế hệ mới để mà chống lại đặc biệt phân biến chủng Omicron. Vài tuần lễ trước đây thì chúng ta đã có vaccine của Moderna và trong tuần này thì Bộ Y tế cũng đã loan báo là vaccine thế hệ mới có tên gọi là bivalent của Pfizer cũng đã được chuẩn nhận bởi TGA và ATG và sắp sửa được sử dụng tại nước Úc. Như vậy thì cái vaccine mới hiện nay sẽ giúp ích như thế nào so với cái dòng vaccine nguyên thủy của Pfizer mà 1 năm trước đây chúng ta đã sử dụng để chích ngừa mũi thứ nhì hoặc là mũi booster thứ nhất và thứ hai, thưa bác sĩ? Dạ, cảm ơn Kim Hoa. Thì nói chung cái mình có thể nói là cái virus này đó, nó là một cái thể RNA, cái nhân của nó, cho nên nó biến thể không ngừng, tại vì nó có một cái thang, nó không phải là một cái hai cái nhánh của như DNA. Thì DNA thì có hai cái đường song song như thế này, rồi cái protein acid amin nó bắt ngang vậy, thì nó khó mà nó biến thể. Nhưng mà cái RNA nó có một cái thanh thang thôi, nó acid amin nó chĩa chĩa vậy, nó không có bền vững, cho nên nó thay đổi liên tục từ alpha, beta, rồi lambda, rồi delta. Nhưng mà những cái vaccine lúc nào nó cũng chạy theo sau của virus hết, tùy theo cái biến thể gai, acid amin gai, nó cũng như là cuộc nếu mà chúng ta Kim Hoàng và khán giả mà theo cái cuộc con cuộc đua mà chó, chơi chó nó thấy không, thấy con thỏ nó chạy trước, con chó nó cứ việc chạy đua nó theo con thỏ, mà con thỏ tức là có virus, mà con chó tức là vaccine đó, thì nó lúc nào nó chạy hoài đó mà không tới. Tại vì lúc thì nói chung là vaccine AstraZeneca nè, Pfizer, Moderna, Novavax hay là của Mỹ và của Anh đó, hay là những cái vaccine của Nga chẳng hạn như là Sinovac, hay là rồi Ở Trung của Quốc có hai loại vaccine nữa hả? Trung yeah Quốc cũng có là Sinopharm và Sinovac. Sinovac, yeah.
thì những cái loại vaccine đó là những nó bao gồm, nhưng mà nó bao gồm không, nó cao nhất là nó bao gồm tới Delta thôi, thể Delta thôi. Có nghĩa là nó không thể nào đuổi kịp theo cái biến hóa của những cái dòng biến chủng mới. Đúng rồi, cho nên lúc mình nhớ cái Delta mình chết rất nhiều vào năm ngoái không? Đó, thì lúc đó nó thình lình là nó biến, nó đột biến qua, nó biến qua biến thể Omicron. Thì cái Omicron của nó đó, thì nói chung là nó biến thể rất là nhanh, nó lây lan nhanh là do cái protein của nó đột biến tới 30 lần so với Delta lần. Tức là gấp đôi lần, Delta có 15 lần, nó 30 lần, tức là nó rất là mạnh. Thì hiện nay đó, thì rất là cũng may mắn cho cái vaccine AstraZeneca, Vaxa của Pfizer và Moderna là thể vaccine của cái thể di truyền theo cái mRNA. Thì đó thì chúng ta thấy rằng cái thể nó rất là dễ làm ở trong thí nghiệm, cho nên nó sau khi mà cái vaccine mà virus nó sẽ phát hiện đó, thì người cái hãng cái Pfizer, Moderna nói sẽ điều chỉnh nhanh chóng những cái vaccine này để thích hợp với những cái biến chủng mới, trong khi những cái vaccine khác, ví dụ như là của vector hay là vaccine của cái bất hoạt thì không có làm được cái chuyện này. Thì đó là một cái điều may mắn cho cái vaccine của Pfizer, Moderna. Thì trong cái vaccine này nó gọi là bivalent, tức là vaccine hai giá trị, bivalent Moderna, bivalent Pfizer, hai giá trị. Hai giá trị là sao? Tức là nó đều điều trị được cái biến chủng tổ tiên, tức là alpha, beta, gamma. Có nghĩa là cái nguyên thủy. Dạ, cái virus đó, nguyên thủy đầu tiên. Và đồng thời nữa là cái mới là cái xưa nay không có vaccine nào điều trị được cái Omicron đâu. Cho nên bây giờ nó Omicron, nhưng mà Omicron này nó chỉ có đi đến là cái dòng cha mẹ thôi, tức là tổ tiên Omicron cha mẹ là BA1, BA2, BA5, BA4 mà thôi. Đó thì nó được là bivalent. Như vậy thì cái người như chúng ta đã chích thì tất cả như Kim Hoàng gì cũng như tất cả các quý vị đã chích cho tới giờ phút này á, thì đa số là chúng ta chích bị điều trị tới Delta thôi, không có điều trị tới Omicron. Nên mà cái hai cái phản này nó có điều trị tới Omicron, đương nhiên là không điều trị được cái cháu của nó rồi, cái cháu là BQ1 hay là XBB được. Chính phủ bây giờ chính phủ đã cho cái bivalent rồi, như là Kim Hoàng nói đó. Hiện giờ thì chính phủ ở Bộ Y tế chúng ta có điều được 770.000 liều của Moderna bivalent. Thì hiện nay mới có 1/10 thôi, tức là chích chừng 9.000 gì đó thôi, 9.000 người trong cái số mà 770.000 đó, không 90.000, xin lỗi, 90.000 trong số 7 nhà đó. Hiện nay và 3 tuần rồi thì cái mình đưa lên cái vaccine nó như thế này, quý vị đây nè, chúng ta có thể thấy vaccine nó như thế này, tức là Omicron, đặc biệt cái xưa nay chỉ là Omicron, và cái hũ nó là như thế này đó, tức là liều, mỗi liều như vậy thì 0.5 mil. Vaccine này là, nói chung là cái vaccine này nó hay con cái, nếu mà chúng ta thì không được chích rồi, tại vì chúng ta đã chích 4 mũi xong thì hiện nay ở Úc hiện nay là còn có khoảng chừng 8 triệu rưỡi người chưa chích mũi thứ 3, thứ 4. Cho nên là bây giờ tất cả những ai mà chưa chích mũi booster đó thì chúng ta lại có cơ hội chích với cái loại vaccine mới chống lại biến chủng Omicron, phải không thưa bác sĩ? Dạ đúng rồi, đúng Omicron. Như vậy thì chúng ta là may mắn là chúng ta chích được, là tại vì sao? Tại vì theo cái chính phủ dự đoán là cái thể mà con cháu của Omicron này đó, thì trong vòng khoảng từ đây tới Tết tháng 12 hoặc là đầu năm 23 hoặc sang mùa đó là mùa đông rồi đó. Hiện giờ thì mưa, chúng ta mưa mùa cuối hè như vậy, mà chúng ta không cuối thu đầu hè mà chúng ta thấy mưa đã bão ở Victoria, Sydney liên tục như vậy. Và đó. thời tiết có ngày đó, nó như mùa đó, cho nên cái cơ hội để cho mà cái biến chủng mới này nó phát triển rất là lớn, cho nên chính phủ rất là sợ cái đợt mà Noel này nè, hoặc Tết Tây này nè, hay là Tết Ta này đó, thì người ta tụ họp lại không mask nữa, rồi có lây lan nhanh nữa, mà nó đã thoát miễn dịch rồi. Cái XBB á, là nó đã thoát miễn dịch rồi, cho nên nó lây là kể như là không biết như thế nào. Nhưng mà quan trọng nhất là hai cái này, hai cái XBB với BQ1, hiện nay là có hai con virus này, bây giờ nó chưa có nào nó nổi trội, mặc dù là XBB nó mạnh hơn con BQ1 là khoảng 6/4 lần, tức là 6 một bên mạnh, 6/4. Mà giả sử như mà con XBB mà nó mạnh quá, nó diệt con kia, thì là XBB nổi trội thì nó sẽ là đại dịch.
Dạ vâng. Hiện để nay chúng thì ta bởi vì nó mới vừa được sinh ra thôi, nó chưa có đủ sức mạnh so với là cái thế hệ cha mẹ là BA Dog5, cho nên là chúng ta vẫn concern, vẫn quan tâm nhiều đến BA Dog5, và tất nhiên là thế hệ cha ông là Omicron là đã quá trưởng thành rồi, cho nên đó là những cái virus mà chính phủ Úc đang rất là quan tâm. Và như lời bác sĩ Nhân vừa nói là vẫn hãy còn khoảng gần 8 tới 9 triệu những người đủ điều kiện để chích mũi booster thứ nhất và mũi booster thứ hai, nhưng mà vẫn chưa có thực hiện điều này. Và đây là cái thời điểm có thể nói là vô cùng thích hợp để những ai đang chần chờ không muốn chích ngừa mũi booster, chúng ta có thể mạnh dạn chích mũi booster, bởi vì chúng ta đã có được cái thế vaccine thế hệ mới để mà chống lại biến chủng Omicron. Tuy nhiên thưa bác sĩ, khi mà làn sóng dịch bệnh lần thứ tư được và xác nhận là đã tấn công vào nước Úc bởi các y sĩ trưởng liên bang là giáo sư Paul Kelly cũng như y sĩ trưởng của các tiểu bang như là bác sĩ Braxton ở Victoria, thì tại sao Aotearoa lại không đề nghị cho cư dân Úc chích mũi vaccine thứ năm, có nghĩa là mũi booster thứ ba, mà quyết định này chỉ sẽ đưa ra vào đầu năm tới thôi à? Thì hiện giờ chúng ta đúng đúng là chính phủ cũng đã, sau khi mà suýt xét duyệt của cái bivalent của Moderna đó vào khoảng 3 tuần trước là mà các bác sĩ gia đình đều có rồi đó, thì 2 tuần nữa, lúc đó nó có 770.000 liều thôi, và cái người số người cần tới là 8 triệu mấy, cho nên chính phủ chưa mạnh dạn để mà phát động cái này. Nhưng mà trong 2 tuần tới này đó, thì các phòng mạch bác sĩ sẽ được cái bivalent của Pfizer đó, nó cũng như Moderna thôi, Pfizer nó cũng cơ chế với nhau đó, thì được là số lượng của nó là 4 triệu 6 liều trong từ đây cho tới ngày đầu tháng đầu năm tới đó. Thì lúc đó nếu mà đã chụp để cho người chích mũi người lần thứ ba và thứ tư đầy đủ đi, thì lúc đó là có lẽ là chính phủ sẽ chuyển tới một cái tình trạng là chúng ta sẽ chích liều thứ năm, nếu có đủ vaccine liều thứ năm. Thì nói chung là hiện giờ thì thật sự ra cái cũng mình cũng chờ mong là hai virus này nó cân bằng hoài, nó không có nào trội hết, chứ nếu một cái nó trội mà cái kia nó bị xuống bị tiêu diệt thì nó sẽ lúc đó là sẽ nặng, thì lúc đó chúng ta phải chích liền gấp. Nhưng mà có số mà một cái specialist cũng như là tim mạch hay là phổi hay là ở tiểu đường của các bệnh viện á, thì đi trước cầm đèn trước ô tô mà cứ ra ra suối nó em hay là cha chị được cái đến bác sĩ gia đình đi nhờ chích mũi thứ năm, bây giờ nó có cái mũi mới rồi đó, cái mũi mà gọi là hai giá, nó gọi hai giá trị đó, tức là Moderna hai giá trị và Pfizer hai giá trị suối. Thì nếu mà người nào suối thì mình cũng có thuốc dư, mình cũng chích được, không có hại gì hết. Nhưng mà quan trọng như cái này nè, là cái Moderna hiện nay đã chích rồi á, trong 3 tuần qua đó, thì cái side effect của nó đặc biệt là nó ít hơn là lúc đầu. Đó, cái đó là mình cái nhận xét. Ví dụ như hồi đó nó có nhức tại chỗ đau nhẹ nè, có mình có rất chích dùng một số nhiều người trường hợp đau nhẹ khoảng chừng 1 2 tiếng, 3 4 tiếng hay nửa buổi là hết thôi, hoặc là đau khớp là không có thấy ra, rồi nhức đầu hay là nôn mửa hay là mệt mỏi thì cũng nó đỡ lắm. Cái loại mà vai bên là loại mới nữa nè, nó sai phép nó đỡ. Và đặc biệt là cái điểm này là cái vaccine này đó, thì theo cái hãng mà nó được thông báo trên báo chí của hãng Moderna và Pfizer đó, là cái kháng thể trung hòa nó tăng lên tới 15 trăm lần nữa. Mình không biết là nó có thật hay không, nhưng mà Atagi nói là tăng cái 1.9 lần thôi. Atagi ở Úc này là xác định Atagi luôn luôn đưa ra những cái phỏng rất là đoán cẩn nó trọng, rất là cẩn thận nha, cẩn chẳng trọng hạn đúng là thấp rồi. hơn dự phóng. Nhưng mà ở trên báo chí thế giới, mà cái hãng này hãng ta lớn chứ, hãng cả thế giới mà Moderna với Pfizer, người ta nói là kháng thể nó tăng tới lên đến 15 lần so với cái cũ. Cho nên nếu mà được vaccine này thì có lẽ là chúng ta rất an toàn trong tương lai, nó bao hết các vaccine tổ tiên và đồng thời là Omicron. Như vậy là bác sĩ đang xúi khán giả của Việt Pha Thuy, những ai mà đang có tình trạng sức khỏe không có được khỏe mạnh, hệ miễn dịch yếu kém là nên đi trước lời khuyên của Atagi, có nghĩa là nên chích mũi thứ năm nếu mà chúng ta đã chích mũi thứ tư vài tháng trước đây rồi, phải không thưa bác sĩ? Bác sĩ thì không có suối, nhưng mà thấy bác sĩ chuyên khoa cứ suối bệnh nhân xuống tới là bác sĩ gia đình làm đó, thì có lẽ là nếu mình cũng đi Không, một số người thôi, 4 5 người thôi hiện nay. thật ra thì Atagi cũng mặc dầu là không loan báo một cách official về cái mũi vaccine thứ năm, nhưng họ cũng cho biết là những cái thành phần nào của ông của bà có bệnh nền và có sức khỏe yếu kém thì vẫn hãy nên chích mũi thứ năm sau khi đã có tư vấn từ bác sĩ gia đình ạ.
Vâng, có nghĩa là mình vô can trong cái vấn đề này. Vấn đề ở đây là làm sao để khán giả của Vietfay TV thay đổi cái quan điểm chần chừ vì việc chủng ngừa, bởi vì vẫn hay còn rất là nhiều người, đặc biệt là những người trên 30 tuổi, là thành phần đã đủ điều kiện để mà chích mũi booster thứ nhất, là mũi vaccine thứ ba, nhưng mà rất nhiều người họ chỉ ngưng ở cái mũi vaccine thứ nhì mà thôi, và họ không tiến hành cái mũi thứ ba. Thì đây cũng là cái thời điểm, cho dù là chúng ta rất là khỏe mạnh, nhưng mà chúng ta cũng đừng có ỷ vào cái sức khỏe của mình, bởi vì vaccine luôn luôn có mục đích là bảo vệ cơ thể của mình, đặc biệt là với một cái biến chủng mới. Và như bác sĩ Nhân vừa mới nói, đó là cái thế hệ mới của vaccine bivalent này nó đặc biệt rất là hữu ích cho Omicron, và hy vọng là quý vị hãy bớt lo lắng. Và bác sĩ vừa mới đưa ra một cái chi tiết rất là quan trọng, đó là cái những cái tác dụng phụ hầu như là không có, phải không bác sĩ? Dạ, rất là hiếm, rất là nhẹ thôi. Và mình ta nói thí dụ như là viêm cơ tim hay là viêm ngoài tim của cái Moderna mới này nè, hay là Pfizer cũng rất là ít, cho nên thành ra là rất là khả quan trong cái vấn đề chích ngừa kỳ này. Một cách rất là tổng quát, theo kinh nghiệm của bác sĩ, sau 3 lần dịch đã tấn công vào Úc Châu và cũng như là vào Victoria, thì cái đợt làn sóng lần thứ tư này nó có mạnh mẽ như làn sóng của Omicron cách đây vài tháng hay không, vào mùa đông vừa qua hay không, thưa bác sĩ? Kỳ này á, thì nói chung là cái tấn công rất là mạnh, rất là mạnh. Nhưng mà nó chúng ta cái khả năng đề kháng của người Úc cũng rất là mạnh. Nó nhờ là vaccine, hiện nay là nhờ những cái đợt mà chích vaccine, 3 đợt chích vaccine mà đa số người ta chích tới 70-80% 3 liều. Rồi bệnh nữa, bệnh COVID mà tái đi tái lại nhiều lần, mặc dù bây giờ bệnh cái đi tái lại là rất dễ tử vong đó. Bây giờ nghiên cứu mới đó, tức là nếu rất là nguy hiểm, ngoài là những là có thể là chết, không phải là tiểu đường, phải là nó tăng lên cái chết tiểu đường chẳng hạn, như một phần bữa nay tăng hai phần, như suy tim hay là suy bị viêm phổi chẳng hạn, nó sẽ tăng lên nếu mà nhiễm COVID nhiều lần. Cái đó là cái đó quan trọng. Nhưng mà hiện nay nhờ nhiều chích ngừa nhiều quá, chích ngừa rất là nhiều, và đặc biệt nữa là hiện giờ á, cái chủng này nó cũng không có mạnh lắm, mặc dù nó thoát miễn dịch nó không có mạnh lắm, nhưng mà rất là dễ lây lan. Việc lây lan là do gì? Do chúng ta là tự do, hiện nay tự do không có đó, cho nên vấn đề chút nữa chúng ta còn phải nhắc mang mask nữa. Những cái điểm mà quan trọng nữa, hoặc là ở nơi thoáng chúng ta làm ra ngoài, đi làm BBQ hay hơn là trong nhà cứ dịp Tết chẳng hạn. Đó là cái, nhưng mà thêm một cái nữa là quan trọng nữa là hiện nay đó là có cái trường hợp là ba cái bệnh nó liên tục với nhau, tức là trong cái mùa này nè, hay fever và asthma storm, và thứ ba nữa là nhiễm COVID. Ba cái này bệnh nhân có những cái triệu chứng giống giống nhau lắm, cho nên đa số mà ai cũng thử cái rat test ở nhà đó, cho nên vô phòng mạch đó, nên bác sĩ ơi bây giờ là khó thở quá, sốt quá, mà tôi thử rat test là bình thường rồi đó, không có gì hết á, thì người ta mình phải tin người ta, mình tin chứ đâu còn tin PCR đâu có thử, cho nên đã loại ra bớt rồi, cho nên ta thử rất là nhiều, và đó là một cái rất là quan trọng. Nhưng mà thêm cái nữa là cái số hiện nay theo Bộ Y tế thấy á, là cái sử dụng của cái thuốc kháng virus lại gia tăng. Tức là cái virus là Palavix và Monivaria là hai cái tăng lắm. Bây giờ lúc trước là có 20%, bữa nay lên tới 47% rồi. Nhưng mà tức là mình ý là chọn lọc đó, tức là chính phủ đang chuẩn bị rất là đầy đủ, hiện giờ không còn khan hiếm cái thuốc này nữa. Người nào mà trên 65 tuổi mà có miễn nhiễm chẳng hạn như yếu, chẳng hạn như một hay hai factor thôi, hoặc trên 75 tuổi mà bình thường thì cũng được chích, cho bác sĩ cho chích, thì cái mỗi một cái liều này nó tới là $1,300, nhưng mà người nào cũng được uống, cho nên đa số những cái trong thí dụ như viện dưỡng lão ở của người Việt ở Victoria chẳng hạn cũng có nhiễm nhiều lắm. Những cụ mà 90 tuổi, 95 tuổi, bệnh suy thận nặng là suy tim nè, mà già bị tiểu đường, mà khi mà bị nhiễm virus chích 4 mũi rồi và bây giờ lại nhiễm nữa, tức là nhiễm cái dòng mới này thôi. Omicron có thể là con hay cháu vậy đó, đủ thứ, nhưng mà khi mà uống cái antivirus vô Palavix thì lúc đầu nó có thể sụt 1-2 kg, nhưng mà sau đó tỉnh lại bình thường không chết. Đó là một cái chuyện mà rất là kỳ diệu, có nghĩa là ngoài cái vấn đề mà nó lây nhiễm mạnh, mặc dù là mạnh nhờ vaccine, mặc dù là không còn mask nữa, thoải mái hết, nhưng mà nhờ cái antivirus mà tỷ lệ tử vong rất rất là hiếm và nhập viện cũng rất là ít.
Đó là thông tin rất là đáng tích cực. Như vậy thì lời khuyên của bác sĩ đối với khán giả của Vietfay TV, đặc biệt là trong cái mùa lễ hội sắp tới, cần phải làm gì để cho chúng ta đừng có bị nhiễm, là bởi vì cái nguy cơ tử vong sau khi chúng ta bị tái nhiễm nhiều lần hiện nay đang ở mức rất cao, thưa bác sĩ. Dạ, như trung bài nhà khán giả nghe theo dõi dịch TV đó, thì thấy rằng là nói chung là ai cũng có thể nhiễm, có thể nói là 90% người dân Úc bị nhiễm, hoặc là nhiễm một lần hay hai lần. Còn bác sĩ thì có lẽ là đã nhiễm nhiều nhất, nhưng mà nhiều khi không dịch không dám thử, tại vì thử là cách ly, mà bây giờ là nếu mà bây giờ thử mà dương tính đi nữa thì cũng không cần cách ly. Nói chung là nhưng mà phải mang mask, phải uống thuốc, rồi mang mask, rồi tự cách ly nếu cần thiết. Có nhiều số bệnh viện, không biết ở Sydney sao, chứ ở bệnh viện ở Victoria cũng có một số bác sĩ hay là những y tá là bị nhiễm đó, thì người ta tự giác thôi, người ta cách uống thuốc, người ta cách ly ở nhà thôi, đợi nghỉ một hai ngày người ta vô. Cho nên cũng thiếu, tình trạng hiện giờ cũng có thiếu bác sĩ rồi y tá hết trên của tiểu bang đó. Thì chúng ta hiện nay thì chúng ta cảnh giác nhưng đừng hoảng sợ, tại vì chúng ta nghĩ rằng là cái PQ1 hay là XBB này nó vẫn còn nhẹ chứ không có nặng đâu, mặc dù nó đã thoát khỏi miễn dịch rồi. Thì hiện giờ ấy, thì theo lời khuyên của mình đó, thì nói chung là mình phải mang mask trong những cái trường hợp mà đặc biệt, ví dụ lên xe bus hay là ở vô phòng mạch hay là vô nursing home hay vô bệnh viện. Còn ở ngoài thì chắc khỏi cần mang mask đối với Victoria, còn các tiểu bang khác thì không biết như thế nào. Nhất là chúng ta đi ra ngoài có thông gió thì nó là tốt hơn, đó là mang mask. Rồi nếu mà có những triệu chứng như là ho, sốt, nhức đầu, sổ mũi hay gì đó thì chúng ta phải tự thử RAT test trước khi đến gặp bác sĩ. Nếu mà dương tính thì cũng không nên đến ở nhà, cái việc gọi điện thoại để xin thuốc rồi về nhà lấy rồi uống. Thì hiện giờ thì là không có không không phải là cách ly, có thể đi làm được, nhưng mà mang mask mà mình nói là, hay hoặc là ở nhà một hai ngày đó. Nếu mà chúng ta chích ngừa được 4 mũi, 3 mũi mà chúng ta uống antivirus nữa đó, thuốc kháng virus, thì ăn rất là an toàn, không có sợ gì hết. Nhưng mà quan trọng là đừng để cho lây lan cho những cái người khác đó. Rồi còn một cái điểm nữa là chúng ta cần phải ăn uống rồi nghỉ ngơi cho nó thoải mái, rồi những cái chuyện đó là cần phải làm, tập thể dục thường xuyên. Nhưng mà bây giờ có một cái chuyện là ở hiện nay rất là nhiều người Việt mình về Việt Nam. Tại vì cái lễ đó thì vé máy bay rất là đắt, năm nay họ không được đi. Dạ, 2-3 ngàn đô mà người ta vẫn đi, lúc trước có 1 ngàn đô, hiện nay cận Tết rồi, gần đó. Tại vì cái ngày lễ nó rơi vào ngày thứ bảy hết áo, thứ bảy của bắn giao thừa của Tết Tây nè, rồi thứ bảy ngày 20, tức là cảnh qua 3 tuần sau thôi, ngày 21 tháng 1 thì nó là Tết ta, cho nên người ta đi về Việt Nam thì có nhiều người rất là lo lắng. Đến đây thì có lo lắng, thứ nhất là cố gắng về Việt Nam nên bác sĩ ơi, bây giờ chích một mũi nữa cho nó chắc ăn. Đó, những người đó thì chích chắc ăn là cái loại mới đó, Novavax mới. Nhưng mà còn thêm thầm một câu nữa, bác sĩ cho làm ơn cho tôi cái liều thuốc của antivirus để về Việt Nam tôi phòng ngừa, để khi nào có nhiễm là chích để uống, vậy nó an toàn hơn. Cái điều đó thì mình nói là cái đó nó vi phạm luật rồi, là bởi vì sao? Thuốc chỉ trị được nước Úc thôi, chứ đâu mà dưới điều kiện là RAT test để dương tính cho trong vòng 24 tiếng hay 48 tiếng. Còn nếu mình xin về Việt Nam nói làm vậy không được. Nói có một số bác sĩ cho mắt người bạn của em đó, thì cho nên cái này thì mình nói bác sĩ khác dám chứ bác sĩ không dám, bác sĩ sợ lắm. Tại vì cái liều thuốc bây giờ 1.300 đô, 1.300 đô, mà về Việt Nam mà có thể nói kỳ này cái về thể về Việt Nam cả 10.000 người rồi. Nếu mà chúng ta mà làm như vậy thì là chính phủ Úc chịu không nổi đâu. Cho nên mình khuyên là không nên làm. Có nghĩa là mình nên thành thật, mình nên tuân thủ pháp luật, phải không ạ? Rất cảm ơn những thông tin của bác sĩ cho chương trình Sức Khỏe Đời Sống ngày hôm nay của Vietfay TV. Cảm ơn nghe chương trình và tất cả quý vị theo dõi Vietfay TV. Hy vọng hưởng một mùa Giáng sinh vui vẻ, năm mới vui vẻ, và Tết ta được hạnh phúc, và chúng ta được không tránh được dịch. Quan trọng là tất cả mọi người phải được an toàn, không bị lây nhiễm COVID-19, thưa bác sĩ. Vâng, Kim Hoàng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần tới. Cảm ơn tất cả quý vị.